đoạn cuối Sài Gòn, qua hồi ký Nguyễn Cao Kỳ. Những năm đầu sau khi di tản sống ở Mỹ, ông Nguyễn Cao Kỳ đã viết cuốn hồi ký Chúng ta đã thất bại ở miền Nam như thế nào. Sau đây là một phần nhỏ của quyển sách ông Kỳ nói về những ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn, bắt đầu từ sau khi thất thủ Buôn Ma Thuột. Tôi đã định làm đảo chính. Sau khi Buôn Ma Thuột thất thủ, tôi đề nghị tướng Cao Văn Viên tập trung pháo binh, không quân cùng hai trung đoàn dù, hoặc biệt động quân thiện chiến, và tôi tình nguyện chỉ huy chiến dịch tái chiếm này. Tướng Viên đồng tình với tôi, nhưng nó đã bị Tổng thống Thiệu bác bỏ. Nguyên nhân của sự thất bại này là sự bất đồng giữa Bộ Tổng Tham mưu và Tổng thống Thiệu. Tướng Hai Sao Nguyễn Cao Kỳ đã từng giữ các chức Phó Tổng thống, Thủ tướng, Tư lệnh không quân của chế độ Sài Gòn. Ngày cuối cùng trước khi quân giải phóng đánh chiếm phủ Tổng thống Sài Gòn, ông mới di tản. Gần đây, ông đã trở về Việt Nam với những lời nói và động thái muốn hướng về cội nguồn. Tướng Viên tỏ ra khổ tâm vì Thiệu đã không tham khảo, mà còn bác bỏ các ý kiến của cơ quan tham mưu. Vừa mất Buôn Ma Thuột, Thiệu liền triệu tập ngay cuộc họp kín với một số tướng lĩnh thân cận ở Cam Ranh và ra lệnh cho tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân khu 2 quân đoàn 2 rút khỏi Pleiku và Kon Tum, lui về trấn giữ phòng tuyến ở phía đông Buôn Ma Thuột để phản kích chiếm lại thị xã sau này. Nhưng sai lầm của Thiệu là biến một cuộc rút lui chiến thuật thành một cuộc tháo chạy tán loạn. Kết cục là một sự tan rã của một đạo quân có hơn 1 triệu người được trang bị hiện đại. Không bao lâu sau khi quân khu 2, quân đoàn 2 rút khỏi Tây Nguyên cùng với hàng chục vạn người tị nạn trong cảnh hoảng loạn, cuộc bại trận cuối cùng ở miền Nam đã bắt đầu. Kể từ đó tình trạng hoang mang, dao động, mất tin tưởng lan tràn trong quân lực và lây lan nhanh như một cơn dịch. Mất Tây Nguyên đến lúc tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân khu 1, quân đoàn 1 tập trung lực lượng về co cụm giữa Đà Nẵng và một số trọng điểm ven biển, nhưng binh lính không còn biết mình chiến đấu cho ai, để làm gì. Sĩ quan thì miệng kêu gọi lính tử chiến, nhưng lại thúc giục gia đình di tản. Rốt cuộc cả quân khu 1, quân đoàn 1 nơi có lực lượng mạnh nhất gồm 3 sư đoàn lính dù, lính thủy đánh bộ và bộ binh, với xe tăng thiết giáp, không quân hùng hậu nhất đã vỡ trận và thất bại thảm hại. Tướng trưởng Đào thoát ra biển để tháo chạy trước khi Việt Cộng chiếm Đà Nẵng. Tình hình ngày càng xấu đi, vì thế để cứu vãn tình thế, tôi đã nghĩ ngay đến việc đảo chính lật đổ Thiệu. Nhưng đại sứ Martin không ủng hộ tôi và tỏ thái độ chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu tiến hành đảo chính trong lúc này. Martin còn bắn tin qua tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh không quân do tôi bổ nhiệm trước đó, Minh nhỏ, rằng nếu tôi làm đảo chính CIA sẽ giết tôi. Martin đang theo dõi tôi đấy. Sau đó người Mỹ đến mua chuộc, thuyết phục tôi. Họ bảo nếu tôi nghe họ thì dù miền Nam có thua trận, họ vẫn bảo đảm cho cả gia đình tôi ra nước ngoài và chu cấp suốt đời. Vào giữa tháng 4 năm 1975, Martin và tướng kia Timms đã đến gặp tôi tiếp tục thuyết phục trong 2 giờ liền. Nhưng tôi vẫn giấu Martin về ý định của mình. Nếu có lực lượng, tôi sẽ dùng không quân và lính dù làm đảo chính lật đổ Thiệu. Đến ngày 20 tháng 4, nhiều tin đưa về Bộ Tổng Tham mưu nói rằng có tới 15 sư đoàn Bắc Việt đã áp tới gần vành đai phòng thủ bên ngoài Sài Gòn. Một số đơn vị đặc công đã tiến vào khống chế sân bay Biên Hòa, lớn thứ 2 ở miền Nam. Ngoài ra còn 3 sư đoàn Bắc Việt cũng đã tới gần phía tây nam Sài Gòn. Lúc này Martin tiếp tục thuyết phục Quốc hội Mỹ cấp cứu cho miền Nam, đồng thời trấn an nội các Sài Gòn rằng cứ bình tĩnh, thủ đô Sài Gòn không hề lâm nguy. Rồi Timms lại bất ngờ đến gặp tôi để thăm dò việc Mỹ đưa Dương Văn Minh, Minh lớn ra thay Thiệu để làm bình phong thương lượng với Hà Nội. Tôi nghĩ nước cờ quái gở này là một phần trong chính sách của Nhà Trắng đã được vạch sẵn thể hiện đã tới hồi Mỹ bỏ rơi miền Nam. Martin đã buộc Thiệu phải từ chức hôm 21 tháng 4. Nhớ lại, tôi không quên khi đó Thiệu 52 tuổi, tuyên bố trong bài diễn văn thật thống thiết rằng Thiệu bị buộc phải từ chức. Đồng thời cùng lúc ấy từ Dinh Độc Lập chúng tôi đã nghe thấy tiếng đại bác của Việt Cộng đã nổ ở ngoại ô Sài Gòn. Kế vị Thiệu là Phó Tổng thống Trần Văn Hương, một ông già chân tình nhưng không sáng suốt, thiếu bản lĩnh. Sau khi Buôn Ma Thuột thất thủ, tôi đề nghị tướng Cao Văn Viên tập trung pháo binh, không quân cùng hai trung đoàn dù, hoặc biệt động quân thiện chiến, và tôi tình nguyện chỉ huy chiến dịch tái chiếm này. Tướng Viên đồng tình với tôi, nhưng nó đã bị Tổng thống Thiệu bác bỏ. Nguyên nhân của sự thất bại này là sự bất đồng giữa Bộ Tổng Tham mưu và Tổng thống Thiệu. Tướng Hai Sao Nguyễn Cao Kỳ đã từng giữ các chức Phó Tổng thống, Thủ tướng, Tư lệnh không quân của chế độ Sài Gòn. Ngày cuối cùng trước khi quân giải phóng đánh chiếm phủ Tổng thống Sài Gòn, ông mới di tản. Gần đây, ông đã trở về Việt Nam với những lời nói và động thái muốn hướng về cội nguồn. Tướng Viên tỏ ra khổ tâm vì Thiệu đã không tham khảo, mà còn bác bỏ các ý kiến của cơ quan tham mưu. Vừa mất Buôn Ma Thuột, Thiệu liền triệu tập ngay cuộc họp kín với một số tướng lĩnh thân cận ở Cam Ranh
và ra lệnh cho tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân khu 2 quân đoàn 2 rút khỏi Pleiku và Kon Tum, lui về trấn giữ phòng tuyến ở phía đông Buôn Ma Thuột, để phản kích chiếm lại thị xã sau này. Nhưng sai lầm của Thiệu là biến một cuộc rút lui chiến thuật thành một cuộc tháo chạy tán loạn. Kết cục là một sự tan rã của một đạo quân có hơn 1 triệu người được trang bị hiện đại. Không bao lâu sau khi quân khu 2, quân đoàn 2 rút khỏi Tây Nguyên cùng với hàng chục vạn người tị nạn trong cảnh hoảng loạn, cuộc bại trận cuối cùng ở miền Nam đã bắt đầu. Kể từ đó tình trạng hoang mang, dao động, mất tin tưởng lan tràn trong quân lực và lây lan nhanh như một cơn dịch. Mất Tây Nguyên đến lúc tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân khu 1, quân đoàn 1 tập trung lực lượng về co cụm giữa Đà Nẵng và một số trọng điểm ven biển, nhưng binh lính không còn biết mình chiến đấu cho ai, để làm gì. Sĩ quan thì miệng kêu gọi lính tử chiến, nhưng lại thúc giục gia đình di tản. Rốt cuộc cả quân khu 1, quân đoàn 1 nơi có lực lượng mạnh nhất gồm 3 sư đoàn lính dù, lính thủy đánh bộ và bộ binh, với xe tăng thiết giáp, không quân hùng hậu nhất đã vỡ trận và thất bại thảm hại. Tướng trưởng Đào thoát ra biển để tháo chạy trước khi Việt Cộng chiếm Đà Nẵng. Tình hình ngày càng xấu đi, vì thế để cứu vãn tình thế, tôi đã nghĩ ngay đến việc đảo chính lật đổ Thiệu. Nhưng đại sứ Martin không ủng hộ tôi và tỏ thái độ chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu tiến hành đảo chính trong lúc này. Martin còn bắn tin qua tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh không quân do tôi bổ nhiệm trước đó, Minh nhỏ, rằng nếu tôi làm đảo chính CIA sẽ giết tôi. Martin đang theo dõi tôi đấy. Sau đó người Mỹ đến mua chuộc, thuyết phục tôi. Họ bảo nếu tôi nghe họ thì dù miền Nam có thua trận, họ vẫn bảo đảm cho cả gia đình tôi ra nước ngoài và chu cấp suốt đời. Vào giữa tháng 4 năm 1975, Martin và tướng kia Timms đã đến gặp tôi tiếp tục thuyết phục trong 2 giờ liền. Nhưng tôi vẫn giấu Martin về ý định của mình. Nếu có lực lượng, tôi sẽ dùng không quân và lính dù làm đảo chính lật đổ Thiệu. Đến ngày 20 tháng 4, nhiều tin đưa về Bộ Tổng Tham mưu nói rằng, có tới 15 sư đoàn Bắc Việt đã áp tới gần vành đai phòng thủ bên ngoài Sài Gòn. Một số đơn vị đặc công đã tiến vào khống chế sân bay Biên Hòa, lớn thứ 2 ở miền Nam. Ngoài ra còn 3 sư đoàn Bắc Việt cũng đã tới gần phía tây nam Sài Gòn. Lúc này Martin tiếp tục thuyết phục Quốc hội Mỹ cấp cứu cho miền Nam, đồng thời trấn an nội các Sài Gòn rằng cứ bình tĩnh, thủ đô Sài Gòn không hề lâm nguy. Rồi Timms lại bất ngờ đến gặp tôi để thăm dò việc Mỹ đưa Dương Văn Minh, Minh lớn ra thay Thiệu để làm bình phong thương lượng với Hà Nội. Tôi nghĩ nước cờ quái gở này là một phần trong chính sách của Nhà Trắng đã được vạch sẵn thể hiện đã tới hồi Mỹ bỏ rơi miền Nam. Martin đã buộc Thiệu phải từ chức hôm 21 tháng 4. Nhớ lại, tôi không quên khi đó Thiệu 52 tuổi, tuyên bố trong bài diễn văn thật thống thiết rằng Thiệu bị buộc phải từ chức. Đồng thời cùng lúc ấy từ Dinh Độc Lập chúng tôi đã nghe thấy tiếng đại bác của Việt Cộng đã nổ ở ngoại ô Sài Gòn. Kế vị Thiệu là Phó Tổng thống Trần Văn Hương, một ông già chân tình nhưng không sáng suốt, thiếu bản lĩnh. Quý anh chị khách hàng thân mến, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị dự án Diamond City nằm tại mặt tiền đường DT824 xã Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An. Nền nhà phố 90m² bán sang nhượng lại giá chỉ 2,2 tỷ. Chúng tôi xin chia sẻ thêm. Tại Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An, công ty Vinhome trực thuộc Vingroup đã được phê duyệt chấp thuận dự án với quy mô đến 28.200 tỷ. Đây là cơ hội để quý nhà đầu tư nắm thời cơ, mua sớm những bất động sản kề cận. Chúng tôi hy vọng thông tin này quý nhà đầu tư không nên bỏ lỡ. Kính mời quý vị xem hình ảnh thực tế hiện tại của dự án đã hoàn thiện 100%, pháp lý sổ hồng đầy đủ. Anh chị cần tìm mua đất tại dự án này vui lòng liên hệ hotline chúng tôi để trên màn hình để được báo giá nền tốt nhất, mới nhất. Kính chúc quý anh chị sớm tìm bất động sản pháp lý đầy đủ, sinh lợi cao trong tương lai. Quý vị đừng bỏ qua thông tin chúng tôi chia sẻ nhé.